Phải nói là chất âm quá tuyệt vời các bạn. Xin chào mừng toàn thể các bạn đã đến với kênh của mình Vũ Audio. Ở clip này thì em đang lên một bộ cấu hình tầm giá ngon bổ rẻ cho toàn thể các bác đam mê ca hát trên mọi miền tổ quốc được tham khảo. Như vừa nãy thì em đang test chất âm cặp loa XX Bass 30. Cặp loa này thì cũng đã giới thiệu đến toàn thể các bác ở những clip trước. Toàn bộ hình thức rồi can bên trong thì em cũng đã làm clip và đăng lên. Hiện tại cặp loa này có mức giá là 7.600.000. Nó sử dụng bass RCF của Italy, kép BMC cũng là của Italy luôn. Đấy. Hàng bãi xịn nha mọi người nhé. Nguồn gốc ở đâu? Nguồn gốc ở Trung Quốc các bác nhé. Anh em search ở trên YouTube loa X thì nó ra rất là nhiều những thông tin và cũng có một vài đơn vị người ta bán, thì cái mức giá đưa ra là cái mức giá rẻ nhất thị trường rồi, không ở đâu mức giá tốt hơn. Em đang ghép với lại một con Bang Shiso T3 hàng bãi. Anh em có thể mua cả bộ hoặc là mua móc tách loa 7.600.000, mic BIOS vỉ tím giá 2.200.000, vang 3.000.000, con đẩy Audio Flan máy LA 1000 cũng là hàng xịn của Trung Quốc luôn mọi người nhé. Trung Quốc thì cũng có rất là nhiều loại, anh em mua hàng thì nên tìm hiểu cho thật là kỹ. Đấy. Anh em cứ chơi hàng xịn thì quá ok luôn. Sợ nhất chúng ta mua phải những hàng loại 1, loại 2, hàng đặt thì nó mới là cả một cái vấn đề. Còn nếu chúng ta mua hàng công ty thì rất là ok. Tất cả những đồ công ty của nó thì không có cái loại gì không gọi là chê được, rất là chất lượng và hay. Đây loa này thì em đang chưa có vệ sinh, bên trong thì vệ sinh rồi, bên ngoài thì nó bắt bụi vào đây. Bác nào mua thì em sẽ phẩy qua, rất là đẹp nha. Mà này căng không bị rách thế nào luôn, thùng cân, thùng sơn cát nhá, rất là đẹp nữa. Con này công suất của nó là 450W. Model con này là LF812. Độ nhảy con này rất là cao, 99 cộng trừ 3 decibel. Hoạt động giải tần từ 52Hz, nó cho thấp nhất là từ 52Hz nhé mọi người nhé, đến 20k. Đấy. Em rất thích cái mẫu thùng nó đóng đẹp, thùng cân. Mẫu thùng hơi đằng trước nhé mọi người nhé. Nhìn này thôi nhưng mà quay cảm giác nó nhỏ nhưng mà nó rất là to ấy mọi người nhé. Găng tay em được hơn 20cm, tầm ba mấy, gần 40 phân sâu. Mic đây. X126 tiếng mic thì rất là tuyệt vời các bạn, không thể chê vào đâu được, quá hay. Khi chúng ta sử dụng những dòng ba số thì các bác biết rồi, nó có rất là nhiều loại, nhưng những mẫu Shiso T3 thì nó quá là nổi tiếng rồi. Shiso T3 thì hàng bãi có rất là nhiều hàng nó sản xuất, anh em không phải là cứ nhìn thì phải có chữ Shiso T3 thì mới gọi là T3,
nó có nhiều hãng lắm đặt. Thế cái thằng này nó là cái thằng tên là gì, tên là toàn tiếng Anh đọc hơi ngu. Nhưng mà cái dòng này thì em cũng bán rất là nhiều rồi, trầm rất là hay. Dòng Shiso thì phải nói là cái tiếng echo và tiếng gì vợt nó rất là ngọt. Bác nào mà hát hát kiểu chuyên nghiệp, hát kiểu livestream thì với cấu hình như là chỉnh đây thì anh em hát thì đảm bảo là rất ngay chỉ cái quất lên, hát như giọng ca để đời. Còn đối với những bác mà không biết hát thì em sẽ điều chỉnh cho một cái cấu hình dành riêng, ai cũng có thể hát được. Đoạn số thì các bác biết rồi, có rất là nhiều loại, nhưng mà chúng ta mua những cái hàng chất lượng thì nó rất là hay. Còn khi đã dùng đoạn số chất lượng rồi thì anh em cũng không cần phải dùng thêm nâng tiếng làm gì. Đấy, có thì làm thêm con equalizer, lựa chọn con equal chất lượng làm cơ nhé, khiến con cơ sử dụng cho nó tiện. Đấy, không nhất thiết là cứ phải sử dụng thêm nâng tiếng. Có rất là nhiều bác em thấy lựa chọn toàn đồ mon, vang cũng mon. Trong cái đấy làm sao là nó tư vấn cho mua lâm rồi là nén, thậm chí còn cả equalizer vào trong đống cơm kê rất là nhiều. Cứ nghĩ là nó hay, nó rực rỡ, hoành tráng, nhưng mà không phải đâu. Phí tiền, rất là phí tiền, anh em. Có nhiều người phải lãng phí vào những cái nó không đâu ở đâu, âm thanh thành ra là nó cũng chẳng ra làm sao cả. Khi các bác sử dụng những con băng cơ dòng rẻ tiền, chúng ta có thể ghép thêm âm tiếng được, ok. Hoặc là những dòng băng số lại kém chất lượng thì ok. Những con mà nó đã cao cấp rồi thì anh em nên bỏ nha, bỏ lưng tiếng đi. Đây là số điện thoại của em, các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp. Vang thì ngoài mẫu vang Shiso T3 ra, con này nó nhìn như con X12 Plus, con CK680, dòng này cũng rất là hay. Loa zin nguyên bản nha mọi người nhé, 7.600.000. Mic 2.2, vang 3.000.000, đẩy 5.2, chọn bộ 18.000.000. Anh em không mua cả bộ thì tặng toàn bộ dây sắt kết nối. Đấy, quá ngon còn gì nữa. Em còn rất là nhiều loa đang dọn dẹp ở chỗ này để cho nó đẹp đẹp. Từ 25-30 rất là nhiều loại nhé. Anh em quan tâm thì kết nối Zalo nhé. Rồi, clip này nói cũng hơi dài dòng rồi. Cảm ơn toàn thể các bác quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.